và lấy dòng nước nó sẽ mọc từ bên dưới này lên, lâu dần qua thời gian nó sẽ đường lên phía bên trên nữa, và cái nhũ và cái măng nó sẽ gặp nhau. Được ví như trời và đất, âm dương hòa hợp, hay còn gọi là cây cột chống trời trong hoạt động. Và khu vực mà đoàn cô chú anh chị dừng chân ở đây có tên là khu tứ trụ thiên đình. Chào cả nhà nhé, mình đang ở vị trí đi vào thăm một cái động rất là đẹp ở vùng gần các bản dốc. Đây nó gọi là động này gọi là động Ngườm Ngao. Đây, bây giờ mình sẽ đi và mời mọi người khám phá trải nghiệm của mình nhé. Hôm nay đoàn mình sẽ đi cái chuyến mới nha mọi người nhé. Đây là cái vé, đây là vé à cháu? Vâng, đây là vé tuyến trải nghiệm mới. À, chuyến cái vé của chú muộn à? Chuyến trải nghiệm cháu. Chứ đến rồi chú xem bán à. Cái vé để trải nghiệm cái chuyến mới này nhé. Vé này là 195.000. Đây, sau khi mua vé xong này, mình bắt đầu tiến vào cái chỗ cái cửa động Ngườm Ngao. Dọc đường thì có rất nhiều các cái quán ăn, đồ ăn nhanh, các cái quầy bán hàng lưu niệm. Lưu niệm này. Đây, tiếp tục hành trình đi vào cái cửa động, lối vào động. Đây, hôm nay đoàn của mình đi tầm hơn 300 người. Đây là cái vé của mình nè. Ô, Hà Nội các em. Cái máy này là người ta xuất vé là không có vé, không cho ra đâu đấy. Ô, mình tưởng mua không, là của gấp đôi ạ. À thế à? Gấp đôi à? Mình mất tiền mua mà. Đâu đâu? Đâu để vé đâu? Cái vé này ở trong này ạ. Bây giờ 191 nhét vào không lấy ra được. Đấy, nhét vào là không lấy ra được. Thế mới khó khăn gì. Này. Mình tưởng mình mua là đoàn của mình sẽ vào cái phòng thay trang phục và khám phá trải nghiệm cái tuyến mới này. Ở đây là mỗi người phải chọn giày nhé, phải chọn giày này, lấy đèn pin. Đây, sau khi vào thay giày này, có đèn pin này, có đèn pin, sau đó là bây giờ mới đi trải nghiệm và trong động theo tuyến mới nhé. Xong này. Đấy, áo này vào. À, bây giờ tiến hành đi vào trong quán động Ngườm Ngao. Ngao, let's go. Anh vào mỏ nào đấy? Đúng rồi. Đấy, sau khi mặc trang phục và mỗi người có một cái đèn ở trên đầu để đi trải nghiệm. Đấy. Áo của chú ở đâu ạ? Và đây là mảnh áo. Đây, bắt đầu và hành trình trải nghiệm vào thăm trải nghiệm động Ngườm Ngao. Hành trình bắt đầu những bước chân đầu tiên đi vào động mọi người. Thank you.
đây cảnh trong hang động rất là kỳ vĩ. Mặt đây nào, đây giới thiệu mọi người, đây là anh Minh, là nguyên là phóng viên của báo Quân đội Nhân dân này, đây cũng đi chào đoàn của mình nhá. Phong cảnh nó rất là đẹp đấy mọi người. Không biết là cái loa của cháu như vậy các cô chú anh chị đằng sau có nghe được không ạ? Đúng là nghe được không? Có nhiều đá đây. Dạ. Vâng, thưa các chú, nhìn thấy đầu tiên ở đây là cái vật biển cổ mà cảnh nhé. Đây hiện tại thì gần vườn còn có rất là nhiều bên và nhiều cửa phía bên trên có cả cửa số 4 và cửa số 5 nữa. Tuy nhiên là chưa được khai thác du lịch đâu ạ. Cái tuyến mới nhất là tuyến trải nghiệm đón khách du lịch được gần 2 năm. Đây phía bên này có chú ơi ạ. Đây là cái cột chống trời số 2 đấy ạ. Vâng, một cái này, cột chống trời số 2 và mặt đá. Còn bên trong góc này là cái cột chống trời số 3 đấy. Ba cái cột chống trời số 3 đấy. Còn lại phía bên trên trận đại mạch đây có chú do thiên nhiên tạo hóa hết. Không hề có sự tác động của đám đám bay đường. Không hề chỉ là bay đường cơ cao hơn dây điện và thắp sáng ở trong hang động này không. Tất cả những ảnh của cổ đá và mặt đá là hoàn toàn tự nhiên hết. À, thì nữa đến trung tâm phía được trải nghiệm có hệ thống wifi nhé, các chú anh chị nhé, có thể liên lạc ra bên ngoài đấy, có wifi hết ngay. Nhưng mà trên đường đi là có rất nhiều du khách đang check in, những đá rất là đẹp. Wifi đâu? Cả wifi thế nào? Càng đường đi vào rất là mát. Phía bên đằng trước có một cái cột nữa rất là đẹp ở đây. Và cái cột này chúng cháu sẽ đặt tên cho nó là cái cột tình duyên. Điểm giao nhau của nhũ bên trên đường xuống và mang bên dưới, đây nó sẽ gặp nhau chỗ này, có đường này, có bánh khe ở chỗ này nhé. Được ví như sợi dây tơ hồng của ông tơ bà Nguyệt, trao cho những đôi trai gái để cầu tình duyên đôi lứa, cho những cặp đôi vợ chồng cầu viên mãn hạnh phúc đấy ạ. Trong như dưới lên trên xuống là anh nhà, cầu đúng không? Dưới điện này các bạn làm rất cẩn thận đúng không? Bây giờ xương cốt thì nó lỏng lẻo rồi. Wow, đây có một cái cột rất là to mọi người ạ. Đó quá. À, đây là cái suối. Ở chỗ này là người ta có một cái biển mà quý khách vui lòng là không đi lên khu ruộng bậc thang. Ở chỗ này là cảnh quan rất là đẹp, nó như một cái ruộng bậc thang đấy mọi người. Ruộng bậc thang này trong động ngườm ngao nhé. Trước mặt đoàn cô chú đây là cảnh ruộng bậc thang thu nhỏ trong hang động. Bậc thang, ruộng bậc thang đậm chất của vùng núi cao, các vùng núi đông bắc và tây bắc của Việt Nam ta đúng không ạ? Vâng, nước chảy đá bòn, nhưng ở khu vực này thì nước đá vôi lại nước lại chảy thành đá. Đây là do nước đá vôi chảy đọc lại và kết tổ với đá nên mới tạo thành những ruộng bậc thang mà đoàn các cô chú đang quan sát tại đây nha. Rất là mát. Hoàn toàn tự nhiên luôn. Nước ở đây thì do mấy hôm trước có mưa nên là nước lại chảy từ khe đá ở đằng sau đi ra đấy ạ. Và ở khu vực này có hình ảnh rất là đẹp bên trong này. Đây, cô chú tưởng tượng một chút xíu nhé. Một khối đá cháu đang hiện chỉ ánh đèn xanh đấy ạ. Đây, cô chú tưởng tượng đây giống hình của con gì ở đây không ạ? Đây, cái phần đầu đang quay mặt ở đây đấy ạ. Hai cái chân, cả đuôi. Hoa con khỉ đúng không ạ? À, loại con khỉ ra con gì ạ? Còn đây là hình của một khối đá có cái mắt ở đây. Cái mỏ rất là nhỏ. Con gì nữa ở đây ạ? Các chú ơi, con gì ạ? Con gà hay con chim đúng không ạ? Đây, con chim nhỉ? Hình đấy, giống hình con chim này. Cái mỏ nhỉ? Một khối đá giống hình của một con chim rất là lớn luôn. Bây giờ chẳng hay là tôi sẽ tìm hiểu. Chúng ta sẽ tiếp tục làm gì? Có nghĩa là hang ở đây, và hai nghĩa là con hổ.
biết rồi đúng không? Thôi chết rồi, chết rồi. Và tiếng gọi đấy là do tiếng nước suối cùng với tiếng gió lao thọt vào đất đá nghe như tiếng của một con hổ vân vân. Từ đây mới thấy tên người cao và lưu truyền đến bây giờ đấy ạ. Có các cái biển cảnh báo khu vực trơn trượt. Hãy dừng phải thuyết minh đi. Đây. Đây. Đã có thêm một cái cột nữa cả nhà này. Đường lên rất là quanh co. Đây người ta phải làm thêm rất nhiều các cái lan can để phòng hộ. Đẹp. Thì nhiều đá màu trắng lấp lạnh, ông ảnh rất đẹp ở đây. Đẹp các bạn chú ơi, anh chị tưởng tượng thấy giống hình cái thác nước ở đây không ạ? Đúng như mà, nhờ, đúng như cái thác nước nhỉ? Đây này. Cái thác nước rất là đẹp đúng không ạ? Ngoài ra cái thành dương đây là hình của một chiếc váy cô dâu nữa. Bên eo rất nhỏ đấy, bên dưới lại xé ra. Mà màu trắng lấp lạnh này chính là những tinh thể sung mát, cơ còn được gọi là xì hít tạo thành. Và tinh thể này nó rất là tinh khiết, một cái sáng màu trắng và lúc